Ông tập thể dục gì mà lâu thế? Ôi giời ơi, gặp mấy ông bạn này nói thêm mấy câu chuyện đi. À, thằng Hoàng đâu? Không biết nó đã dậy chưa? Lên đi, lên đi. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi giời ơi. Suốt ngày cứ nằm dài ra chơi điện tử, nhìn mà phát chán. Bố có từ từ thế nào? Ngày nào cũng nói đầu hết cực cái đầu. Thanh niên như thế này suốt ngày ngửa tay xin tiền ông bà già, không tính ngưỡng à? Lạ thật, hai bố con nhà này cứ gặp nhau là cãi nhau thế nào. Bà suốt ngày cứ bênh nó, bênh nhiều sinh hư ở đây. Mẹ cho xin 500, con đi có việc tí. Không có đâu. Mà bố con nói cũng đúng đấy, con cố gắng xin việc làm đi, chứ bố mẹ già rồi, lấy tiền đâu mà cho. Kìa mẹ, mẹ. Khiếp, ăn này làm sao đủ chất hả mẹ? Đã nghèo còn sĩ, anh có giỏi ấy, đi làm kiếm tiền, đưa cho mẹ anh đi chợ thì muốn ăn cái gì cũng được. Con đưa tiền cho mẹ này, mẹ mua đồ gì ngon ngon mà ăn mẹ ạ. Hôm nay con có chuyện với bạn, con đi ra ngoài đây. Con chào bố, con chào mẹ. Này, thế không ăn cơm rồi cũng đi. Có không ạ? Ông ơi, đến 10 triệu ấy ông ạ? Hay là nó kiếm được tiền vì việc làm mới hả ông? Tốt nhất ý, là bà cứ điều tra cho tôi xem nó làm ở đâu mà lại kiếm được tiền, chứ không có chơi bời lêu lỏng, có khi bán cả cái nhà này đi. Ông lại suy lung tung rồi đấy. Con nhà mình là nó ngoan nhất khu này đấy ông ạ. Vâng, con nhà bà ngoan. Bà xới cơm đi. Ô, chúng ở lâu cả đều này. Yes. Thế này thì giàu to rồi. Làm gì đấy hả con? Mẹ ơi, chúng ở lâu cả đề rồi đấy mẹ ạ. Con chơi lô đề à? Cứ cái đà này là hai mẹ con giàu to đấy. Bố con mà biết chuyện thì chết đi. Lại bố. Bình thường ấy, con không kiếm ra tiền, bố mẹ suốt ngày cứ nói. Mà ấy, bây giờ con có tiền rồi, con cho mẹ 10 triệu. Mẹ thích mua gì mẹ mua, đấy mẹ nhá. Bây giờ con đi lấy tiền đây, mẹ tiêu gì mẹ tiêu nhá. Ông ơi, ông vào mà xem, con nó mua tivi mới đấy, đẹp không? Bố, con phải mua tivi mới, bố thao xem bóng đá nhá. Nó còn cho tôi tiền mua bao nhiêu đồ đây này. Con kiếm đâu ra mà sắm nhiều như thế này? Tiền của con tôi kiếm ra, không phải đi ăn trộm ăn cướp của ai là được chứ gì. Con đi có việc chút, con chào bố mẹ nhá. Đẹp không? Ông thích không? Này, bà có biết nó kiếm đâu ra tiền để mua như thế này không? Tôi không biết. Không biết mà bà dùng như đúng rồi ý. Thế nhỡ đây là tiền bẩn, tiền phạm pháp thì sao? Ông cứ suy nghĩ lung tung. Chắc là nó xin được việc làm. Tôi cứ thấy nó thế nào ấy. Thôi, bây giờ ông có tivi để xem bóng đá là thích rồi ông ạ. Có chào mẹ. Cô ơi, cô ơi. Cháu bảo này, dạo này cháu thấy cô ăn mặc sành điệu thế à? Mỗi đi chợ thôi mà váy vóc thướt tha không kìa. Mà cháu nghe kể là con trai cô kiếm được nhiều tiền lắm ạ? Cô ơi, nghe nói trúng đề dễ lắm mà cô. Ừ, thì cũng trúng ít ít, nhưng mà nó phải giỏi thì mới hay trúng và được như thế đấy cháu ạ. Cháu tưởng thế nào, chứ trúng đề thì làm gì mà sướng ạ? Cháu khuyên thật, cô nên ngăn cản cậu ấy đi, chứ không á, càng lún sâu vào không dứt ra được đâu cô ạ. Cô lo cái thân của cô và nhà cô đi nhá. Cô ơi, cô bị làm sao ấy? Ai đời lại cổ suý cho con trai đánh đề. Đánh đề, ra đề mà ở cô ạ. Đúng rồi đấy. Này, chắc chắn là chúng đợt này tao đang son. Ok. Đúng là lắm chuyện. Là ai nói gì mẹ à? Quan tâm làm cái gì? Nghĩ gì cho đau đầu. Này, đợt tới con mua cho mẹ cái xe đạp điện nho nhỏ xinh xinh để mẹ đi chợ cho nó nhanh nhá. Cho mấy người kia lác mắt ra con ạ. Được, mai con sẽ mua luôn cho mẹ. Này, con ơi. Dạ? Tối hôm qua mẹ nằm mơ đấy. Mơ hả? Mẹ mơ gì ấy? nhiều thức ăn nhỉ? Bà khai thật đi, thằng Hoàng nó làm gì mà kiếm ra nhiều tiền thế? Tôi không biết, nhưng mà con nó kiếm được nhiều tiền thì ông hãy mừng cho nó đi. Ông lại cứ hoạch hoẹ thế. Ông ăn cơm đi. Không nuốt nổi. Bà tưởng tôi không biết à? Thằng Hoàng nó đánh đề, hàng xóm người ta đang đồn ầm lên rồi đấy. Lắm chuyện. Nhà mình không lo đi lo nhà người khác. Người ta còn lo cho mình. Chỉ có bà ấy là bà cổ suý cho con thôi. Tôi cổ suý cho con lúc nào? Bà dùng tiền của nó để đi mua đồ rồi khoe khoang với mọi người. Thế không là cổ suý là gì? Bà ấy đừng vì đồng tiền nó làm lóa mắt. Nó chơi bời như thế, có ngày nó bán cái nhà này đi lúc nào không hay đâu. Ông ơi, ăn cơm cho nó nóng đã. Tôi không ăn đồ ăn mua bằng tiền đánh đề. Mẹ, bố đâu hả mẹ? Bố đi ra ngoài. Mẹ đưa cho con 50 triệu hôm trước, hôm nay nhất định con phải đánh con này. Thôi con ạ, bố con biết chuyện rồi đấy. Mẹ nói nhiều đấy. Mẹ đưa những này không hết giờ bây giờ. Con thề với mẹ luôn, hôm nay ấy, để chắc chắn là về con này. Trời, nốt lần này thôi đi nhá, nhớ chưa? Mẹ yên tâm. Chứ bố con mà biết mẹ con mình tiếp tục chơi đề nữa thì chết với bố đấy con ạ. Mẹ cứ tin con. Mẹ, sao ở rũ thế hả con? Xe máy của con đâu? Con bán rồi. Cơ mà thì có ai đến. Mẹ đừng bảo con ở nhà mẹ nhá. Hoàng ơi, Hoàng có nhà không cô? Không, có việc gì thế? Nó vay tiền cháu nó chưa thấy trả đấy. Thế tiền gì ạ? Nó vay bọn cháu 200 triệu để chơi đề. Bây giờ lãi mẹ để lãi con rồi, lên đến 500 triệu. Cô chú thu xếp thế nào giả cho bọn cháu đi chứ. 500 triệu thì nhà tôi. Hay là để bọn này lấy cái sổ đỏ nhỉ? Rồi, dạ thôi thế này, các anh cho gia đình chúng tôi thư vài hôm. À mà không, thôi ngay ngày kia gia đình chúng tôi sẽ mang tiền đến trả cho cháu, có được không ạ? Đúng ngày kia đấy. Nếu mà để bọn này quay lại lần nữa là không xong đâu đấy. Vâng, gia đình chúng tôi sẽ đúng hẹn ạ. Ôi. Hoàng ơi, trời ơi, sao mày ngu thế hả con? Cái thằng nghịch tử này chơi bời lêu lỏng đã không giúp gì được gia đình, bây giờ mày lại còn phá nữa là thế nào hả con? Bây giờ bố mẹ lấy tiền đâu để trả người ta? Lúc chơi được thì con phải biết dừng lại, nhưng mày lại cứ cố lấn ngược con. Trời ơi, mẹ lại thế nữa rồi đấy. Sao có lúc có tiền mẹ vui đấy, mẹ tươi lắm cơ mà chính mẹ cũng là người ủng hộ con theo con đường này. Con Thu ấy cũng chính vì giấc mơ của mẹ đấy. Có chơi thì có chịu, nói nhiều đau hết cả đầu. Đứng lại. Đi đâu? Vào trong nhà. Vào ngay. Tí nữa tôi sẽ nói chuyện với anh. Bà thấy chưa? Con hư là tại mẹ quả là không sai, đã không can ngăn lại còn cổ suý nó nữa. Bây giờ bà sáng mắt ra chưa? Tôi biết là tôi sai rồi. Thôi, bà đừng có khóc lóc nữa. Ngay bây giờ bà mang cuốn sổ tiết kiệm của gia đình ra ngân hàng lấy tiền trả nợ cho nó. Còn đồ của nó mua về bà bán hết, bán sạch đi cho tôi. Hoàng, thằng Hoàng đâu rồi?